JK Audio, nghe chưa đủ, thấy xem phim. Vâng, xin mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube JK Audio. Và hôm nay JK Audio sẽ lên một bộ cấu hình karaoke để cho chúng ta cho các bác và anh em cùng trải nghiệm và tham khảo. Vâng, thì em sẽ kể ngay sau đây, thì em sẽ rút ngắn thời gian để cho chúng ta cảm nhận được những cái thực tế nhất và chi tiết nhất bộ dàn hôm nay bên em setup. Vâng, đầu tiên đó là một trái tim của bộ dàn karaoke. Đó là một đôi loa JBL mang model là LS115, đây là dòng loa bass 40. Dòng loa bass 40 vừa nghe nhạc vừa hát karaoke rất là tốt. Dòng bass 40 cực sâu, đặc biệt thiết kế những cái gân hình nón này để tạo được tiếng bass được sâu, ấm và dễ chịu. Vâng, và đặc biệt là cái gân vải tẩm dầu. Vâng, và bao gồm một cái loa chung bass 20 để cho cái chất giải chung nó được tơi. Và đặc biệt nữa là sở hữu một cái chép kim cương phía trên. Chép kim cương là một chép giấy, đây là dòng loa 3 đường tiếng để chúng ta có những cái trải nghiệm đủ giải bass chung chest. Vâng, thì một bên em đã tháo e căng và một bên em đã để e căng để chúng ta dễ quan sát. Vâng, dễ quan sát. Vâng, đó là sản phẩm đầu tiên. Sản phẩm thứ hai đó là một cái sub B3 2021 bass 40 mặt trước ạ, và bên em cũng đang setup luôn, đang phối ghép B3 2021. Đó là sản phẩm thứ hai. Vâng, sản phẩm thứ ba em quay gần hơn một chút xíu. Vâng, một cái đẩy hai kênh WeWood D400. Vâng, một cái đẩy WeWood hai kênh D400. Cái dòng đẩy công suất lớn có thể ghép được hai đôi loa full bass 40 như thế này để ghép được ạ. Vâng, và cái đến là một cái vang cơ lai số mang thương hiệu WeWood, model là K10BL, và một cái máy lưng tiếng theo có tích mã là CB600. Và cuối cùng đó là một cái mic không dây mang thương hiệu WeWood, model là SS68. Thì đó là 6 sản phẩm ở bên em hôm nay phối ghép lên cấu hình cho các bác một bộ dàn 22.700.000 đồng. 22.700.000 đồng là bên em bao ship cho các bác. Với bộ dàn như thế này thì để chúng ta cuối năm chơi Tết và có những chọn lựa phù hợp và hoàn hảo nhất cho gia đình. Vâng, để nói bộ dàn như thế này, giá hợp lý, trưng bày đẹp, đặc biệt là nó tôn lên không gian của gia đình chúng ta rất là nhiều. Vâng, thì đó là 6 sản phẩm mà bên em đang phối ghép cho các bác. Bây giờ bên em sẽ mở một đoạn nhạc để chúng ta cùng trải nghiệm, và tí nữa bên em sẽ tắt nhạc một đoạn nhạc karaoke và chúng ta cùng đi đánh giá và tham khảo nhé. Vâng, để nói với 22.700.000 đồng, bộ dàn như thế này không ở đâu có thể xếp được cho chúng ta một bộ dàn đẹp như thế này và giá hợp lý như thế này, không có đối thủ luôn ạ. Vâng, em mở một bài nhạc mạnh để chúng ta đi trải nghiệm. Thì đó bên em sẽ test một đoạn nhạc karaoke cho chúng ta, vì cái dòng loa này vừa nghe nhạc vừa hát karaoke rất là tốt, tích hợp 2 trong 1 vì đây là bản thương mại. Vâng, chúng ta cùng đi trải nghiệm. Em luôn ghép luôn cả sub. Vâng, chất âm cực kỳ sạch sâu. Nói chung là xử lý chất nhạc rất là chi tiết, từ cái máy nâng tiếng xuống đến cái vang và xuống đến cái đẩy, và ra đơn là cực kỳ là chất lượng. Cái đây là bản thương mại của Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc, công nghệ từ của Mỹ, JBL. Đó là một đoạn nhạc có tiếng bass rất sâu các bác nhé. Và sau đây em sẽ đi trải nghiệm một đoạn nhạc karaoke để chúng ta đánh giá và nghe. Thì đôi đoạn này vừa nghe nhạc mạnh, vừa nghe nhạc bolero và hát karaoke cực kỳ là tốt ạ. Và đặc biệt là trưng bày đẹp. Vâng, sau đây em sẽ đi xem một đoạn nhạc karaoke để cho chúng ta trải nghiệm. Có bao giờ em nhớ anh không? Đã bao giờ em thương anh dù chỉ một lần, hay chỉ là một giấc mơ mà anh nghĩ chưa tồn tại bao giờ? Em đã từng khóc vì anh chưa, chắc chưa từng vì anh là người thương. Anh xin dừng để nói em yêu thương, cất tàn lời mà không một ai biết đường. Em ơi anh muốn đi cùng em, đi hết đoạn đường đời. Ở nơi đó chỉ có anh và em thôi. Nơi em mình nhà thương anh, tất cả là sự thật. Nhưng điều đó chẳng có là phải cớ. Bên em giờ đây chắc có tôi đã tràn đầy. Anh cứ vã những em lại phá cùng bằng cơn. Em ơi anh lạnh lắm anh sao khi đau đành về. Giá xa như em thương anh có được không? Có bao giờ em nhớ anh không? Đã bao giờ em thương anh dù chỉ một lần, hay chỉ là một giấc mơ mà em nghĩ chưa tồn tại bao giờ? Em đã từng khóc vì anh chưa, chắc chưa từng vì anh là người thương. Anh xin dừng để nói em yêu thương, cất ở nơi mà không một ai biết được. Em ơi anh muốn đi cùng em, đi hết đoạn đường đời. Ở nơi đó chỉ có anh và em thôi. Nơi em tình nhà thương anh, tất cả là sự thật. Nhưng điều đó chẳng có là phải cớ. Vâng, bên em cũng vừa test một đoạn nhạc karaoke với chính bộ dàn mà bên em đang setup cho các bác. Vâng, với bộ này là 22.700.000 đồng. 22.700.000 đồng thì chúng ta có thể sở hữu được những sản phẩm mà bên em đã nêu ở trên ạ. Vâng, bên em đã nêu ở trên. Vâng, gồm một đô loa JBL model là LS115, đây là dòng loa bass 40, và một cái mic WeWood SS68 ạ. Vâng, và bên em cũng vừa thể hiện một đoạn nhạc karaoke chúng ta đánh giá. Vâng, và một cái lưng tiếng TD có thích mát là CB600, và một cái vang WeWood K10BL. Vâng, cuối cùng đó là một cái đẩy hai kênh WeWood D400. Vâng, cuối cùng nữa là một cái sub B3 2001 ạ. Vâng, thì tầm đó thời gian chúng ta có thể đánh giá được phần nào cái bộ dàn karaoke bên em hôm nay setup. Thực sự là giá rất là tốt, trưng bày đẹp và chất âm cực kỳ là sạch. Vâng, nếu mà khi các bác sở hữu cái bộ dàn như thế này, bên em sẽ giảm ngay 500.000 đồng, tặng ngay các bác 500.000 đồng tiền mặt luôn ạ. Tặng ngay 500.000 đồng tiền mặt các bác nhá. Vâng, bác nào có nhu cầu và cần tham khảo tư vấn thì các bác vui lòng comment số điện thoại trong video, trong những cái comment từng video một, bên em sẽ cập nhật và tư vấn cho các bác nhiệt tình và miễn phí ạ. Vâng, sau đây xin phép được dừng video. Vâng, thay mặt công ty chúc các bác có những ngày thật là vui và sức khỏe dồi dào. Vâng, và thành công trong cuộc sống. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại. Ngay cả khi bạn